Bạn có nhu cầu mua ác Free Fire, ác Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Rikaki Gaming. Ok, xin chào bạn đã trở lại với Rikaki Gaming. Và hôm nay thì chúng ta sẽ có một sự kiện mới trong Gaina Free Fire. Mà cái sự kiện này ấy, thì lần trước chúng ta cũng đã được trải nghiệm một lần rồi. Đó chính là cái... bây giờ các bạn có thể vào trong mục thông báo nhá. Đó là cái giảm tới 80% tại bánh xe nhân phẩm. Đấy, 19 tháng 6 đến 25 tháng 6 nhở. Nhầm à? Thế bên này lại mua 1 tặng 2. Úi dồi. Wow, một pha và mới sáng thứ hai mà đã chơi đồ rất mạnh đến từ vị trí của Gaina. Và đây là sự kiện mua 1 tặng 2 nhưng mà tính tiền 3 như là lần trước mình đã có review. Nhưng mà cái hình ảnh của cái sự kiện này thì lại đang để là bánh xe nhân phẩm anh em ạ. Nhầm hàng rồi, và mấy anh Gaina mới sáng thứ hai đã có tí gọi là đồ đạc rồi. Và khổ thật sự, như vậy là bên Gaina đã bị nhầm. Họ đã bị nhầm cái hình ảnh ở bên ngoài của sự kiện này. Và sự kiện này thì đúng của nó thì phải là mua 1 tặng 2. Và đây sẽ là sự kiện là mua 1 tặng 2 và tính tiền 3. Lý do vì sao mình lại nói như vậy thì tí nữa về vào bên trong mình sẽ chỉ cho anh em xem. Đấy, nhưng mà tôi nghĩ là bên Gaina họ nên có một cái sự gọi là kiểm tra thật kỹ càng trước khi mà lên cái hình ảnh nhầm hết cả. Đấy, hôm nay chúng ta sẽ có cái đồ gì đây? Đầu tiên là ba lô thỏ song sinh này. Ua, bộ phượng hoàng thép này anh em. Vâng, bộ phượng hoàng thép xịn sò thật sự này. Vâng, cái bộ này là một trong bộ đồ tương đối hiếm nha. Bây giờ cái đồ gì cứ hiếm là bên Gaina bán lại hết. Và đây là cái hộp quần may mắn. Thì tôi không biết là trong cái hộp quần này nó có cái gì nhỉ. Vâng, có 9 kim cương thì chắc là mình muốn mua thôi. Và khi mà chúng ta mua một cái đồ bên tay trái, chúng ta sẽ được tặng miễn phí hai cái đồ bên tay phải. Đấy, nhưng mà tất cả chỉ là một cái gọi là ấy thôi. Tại vì anh em phải mua hết cả 4 đồ bên tay trái thì anh em mới có thể nhận được mấy cái đồ hiếm bên tay phải. Bên tay phải chúng ta sẽ có cái bộ râu cũng như là cái đầu tiểu tiên là mấy cái đồ hiếm. Đấy, bây giờ tôi sẽ mua cái hòm quần nhá. Đấy, đấy chưa anh em, toàn ra mấy cái đồ vớ vẩn thôi. Đấy, đầu tiên là ra 20 mảnh linh hoạt với cả thẻ lửa trại. Thôi kết, tốn 9 kim cương thì cũng được. Bây giờ tôi tốn 350 kim cương cho cái ba lô thỏ này nhá. Xem là có ra được cái đầu tiểu tiên hay là cái bộ râu không. Đấy, tặng hai vật phẩm miễn phí để xem có ra không nha anh em nhá. Ôi, ra huy hiệu thẻ vô cực anh em ạ. Và ra đồ ăn cho pet này. Cái này thì không phải là mua 1 tặng 2 mà tính tiền 3 thì còn gì nữa. Vâng, chính xác là một cái chương trình mà gọi là mua thì trông thì có vẻ rất rẻ, nhưng mà thực ra thì mấy cái quà tặng nó lại rất lởm. Ok, bây giờ mình sẽ mua được bộ phượng hoàng thép và để xem là có ra đầu tiểu tiên hay không. Vâng, ra đầu tiểu tiên không anh em? Vâng, chắc chắn ra thế nào được, lại ra gấu bắc cực cái đấy. Nói có sai đâu. Vâng, mờ mùa khô 4 Giáng sinh và panda bắc cực bức. Đấy, khổ lắm anh em ạ. Vâng, sung sướng gì đâu. Còn AK Giáng sinh, cái bộ râu với cả cái đầu tiểu tiên thì mình có rồi. Cái bộ râu và đầu tiểu tiên mình có rồi. Và cái bộ râu này đợt này cũng đang rất là hot. Bây giờ anh em chán đầu sừng rồi, anh em thích chuyển qua chơi mặt nạ ông già Noel cơ. Thì với cả hòm súng AK Giáng sinh thì mình cũng không cần lắm, nên là mình quyết định là sẽ bỏ qua và không lấy hai cái đồ ấy nữa. Đồ tiểu tiên thì mình có rồi, mua thì nó lại thừa. Và đó là cái sự kiện, nó là mua 1 tặng 2 nhưng mà tính tiền 3. Nhưng mà bên Gaina để nhầm là sự kiện giảm giá 80%. Sáng nay tôi cứ tưởng có sự kiện 80%, tôi háo hức vào game các kiểu là điều để mà gọi có thể gọi là hốt. Tại vì tôi rất thích mấy cái sự kiện giảm giá như thế. Cuối cùng thì khóa sai sự kiện mua 1 tặng 2 nhưng mà tính tiền nhiều lần. Khổ thật sự anh em ạ. Ok, tiêu 1 kim cương. À, tuần này thì chúng ta sẽ được tặng một khẩu Scar cổ đại 24 giờ nhá. Mà khẩu này nó sẽ tương đương với Scar thần tình yêu. Anh em cố gắng là lấy cái khẩu Scar cổ đại 24 giờ này mà bắn thì nói chung là nó cũng phê. Đấy, thì tuần này anh em chú ý là nhớ lấy khẩu Scar cổ đại nha anh em. Ok, không biết là đồ đã gửi về hòm đồ chưa. Và bây giờ thì mình sẽ kiểm tra xem hòm đồ. Đây rồi, có bộ phượng hoàng thép rồi. Bộ này khá đẹp, bộ này khá đẹp. Và hồi xưa thì nó trong một cái sự kiện mà theo mình nhớ là nó không dễ ra cho lắm. Tuy nhiên thì bây giờ thì nó đã có thể được sở hữu trong sự kiện này với giá chỉ 599 kim cương mà thôi. Nói chung là tương đối rẻ. Bộ này thì theo mình đánh giá là đẹp. Mặc dù là cái kiểu phối màu rồi mấy cái chi tiết ở trên cái bộ trang phục này nó hơi giống với ở Free Fire ngày xưa. Ok, đây là hộp quần này. Và hộp quần này có gì? What? Hộp quần này toàn quần vĩnh viễn này. Vâng, xịn sò chưa? Và ui, quả hộp này xịn đấy. Và quả hộp này toàn quần vĩnh viễn. Mặc dù không phải là những cái quần mà nó quá hiếm, nhưng mà
một cái quần mà nó không hề gọi là ấy, tức là chúng ta sở hữu một cái quần để tốn được 9.000 gương thôi. Vâng, quá phê đội bán dê. Đây là mảnh linh hoạt, chúng ta đã vừa lấy thêm 20 mảnh linh hoạt này. Đây là quần sườn xám. Con Ngộ Không này nó mặc cái đồ gì trông nó buồn cười anh em ạ. Vâng, con Ngộ Khỉ này mặc đồ gì trông buồn cười luôn. Đây là cái ba lô mà chúng ta cùng nhau xem, là cái ba lô thỏ. À, cái ba lô này thì ở bên server nước ngoài thì một là họ đưa vào trong cái hành trình thám hiểm, hai là họ lại đưa vào trong một cái sự kiện đăng nhập nhận free. Nhưng mà bên Việt Nam chúng ta quyết định là bán với giá 350 kim cương. Tôi thấy là cái ba lô này cũng đẹp. Cái quan trọng là nó hợp với cái bộ đồ hề. Đấy, đợt tới với anh em mặc cái bộ đồ chúa hề ấy, thì chắc chắn là nó sẽ rất là hợp với cái ba lô này. Thì anh em nào thích có thể mua. Nói chung là cái sự kiện mua 1 tặng 2 này thì theo mình đánh giá là nó cũng bình thường. Như cân đường hộp sữa, đồ nó không ngon. Đồ nó không ngon chỉ khi anh em máu cái mặt nạ ông già Noel hoặc cái đầu tiểu tiên quá anh em sơi thôi. Chứ cá nhân tôi đánh giá là đây một sự kiện khá là đắt, cũng như là những cái đồ nó lại không quá xịn đến mức mà cần sở hữu. Tôi cứ tưởng là sự kiện 80% anh em ạ, và cú lừa cực mạnh. Mà thực ra bên Nga này còn sử dụng nhầm cái banner cũ nữa cơ. Sử dụng nhầm cái ảnh cũ, thôi cái ảnh kia là từ cái sự kiện hồi tháng 6, là cái sự kiện vòng quay nhân phẩm. Đấy, thì bây giờ nó lại đổi sang sự kiện mới. Còn đây là con gấu Bắc Cực. Vâng, con gấu Bắc Cực của tôi. À, con này cũng là cái skin, hình như là skin này tôi chưa có hay sao ấy. Và cuối cùng thì mình đã lấy được con gấu Bắc Cực rồi. Và thông qua sự kiện mua 1 tặng 2. Ok, phần tiếp theo của video này thì mình sẽ không nói về game. Tuy nhiên thì mình sẽ nói về một trong thần tượng mà rất được yêu thích bởi các bạn trong Ana Free Fire. Đó, DJ Alok. Và vừa thời gian vừa qua thì DJ Alok anh ta đã vừa gây một tiếng vang lớn ở trong cộng đồng streamer cũng như là cộng đồng Free Fire ở bên Brazil. Thì nếu mà bạn chưa biết thì DJ Alok là một trong top 10 DJ trên thế giới và một trong những người mà có rất có nhiều sức ảnh hưởng. Thực ra thì ngay cả âm nhạc ở Việt Nam của chúng ta ấy, theo tôi biết là cũng có rất nhiều người cũng thích DJ Alok. Và DJ Alok thì anh ta thường livestream ở trên cái Abuja ở bên Brazil. Thì vừa rồi thì DJ Alok trong một buổi stream gần đây thì DJ Alok có chơi cùng một thanh niên có tên là Colorby gì đó, và thanh niên này 17 tuổi. Thì Colorby thì trong quá trình chơi game với nhau thì Colorby có chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn của gia đình của mình với DJ Alok khi mà mẹ thất nghiệp, còn cha thì làm công nhân vệ sinh và gia đình thì chỉ có một phòng thôi. Và cái căn nhà của Colorby thì nó rất là nhỏ, cũng như là cái phòng đấy thì nó vừa ẩm mốc, nó lại phải có 5 người ngủ cùng với nhau cùng một lúc. Đó thì Alok anh ta đã yêu cầu Colorby là quay cái video chia sẻ cái hình ảnh của gia đình mình. Và thực sự thì là DJ Alok anh ta rất là bất ngờ trước cái hoàn cảnh khó khăn của cái thanh niên Colorby này. Đấy, thì đây là một trong những cái buổi mà DJ Alok anh ta livestream. Và anh ta kiểu nếu các bạn mà biết thì ở bên Brazil ấy, DJ Alok là một streamer rất là nổi tiếng. Và hiện tại thì bên cạnh công việc sản xuất nhạc thì anh ta cũng có gọi là chơi livestream game, livestream Free Fire. Đó, và anh ta cũng là một streamer Free Fire luôn. Thì ngay lúc đó thì sau khi mà xem được cái những cái hình ảnh gia đình cũng như là những cái hình ảnh rất là khó khăn của gia đình của thanh niên Colorby này, và thực sự thì Alok cũng cảm thấy rất là thương cho cái hoàn cảnh của Colorby, thì DJ Alok đã trực tiếp nói trên livestream luôn nhá. Anh ta trực tiếp nói trên livestream với Colorby luôn. Và livestream của Alok ở bên cái Abuja ở bên Brazil này rất nhiều người xem. Và Alok nói là tôi sẽ xây cho bạn một căn nhà để bạn và gia đình của bạn không phải ngủ ở trong căn phòng đó nữa. Đó, nếu gia đình bạn đồng ý thì hãy xem xét thời gian để có thể chuyển đi, vì căn nhà đó thì sẽ được phá rỡ và bạn sẽ không phải ngủ ở trong căn nhà ở mốc, trong căn phòng ở mốc đó nữa. Mọi người thì đều có phòng riêng. Và ngay khi mà DJ Alok anh ta nói như vậy thì thanh niên Colorby lập tức bật khóc ngay. Tại vì chắc chắn là một người rất cực kỳ nổi tiếng như là DJ Alok, một người mà đã gọi là cái sự phủ sóng anh ta trên toàn thế giới. Và tất nhiên DJ Alok anh ta không thiếu tiền thì anh ta không thể nào mà nói đùa được. Và thực sự thì cái thanh niên Colorby này đã bật khóc nức nở ở trên livestream vì lòng tốt đến từ DJ Alok. Anh em thấy không? Ở Việt Nam chúng ta ấy thì vẫn còn băn khoăn về chuyện xin kim cương, xin gift code. Đấy, trong khi đấy ở bên kia DJ Alok tặng hẳn cho một ông chơi cùng một căn nhà luôn. Ngoài việc là tặng tài trợ một căn nhà thì DJ Alok cũng thông báo là sẽ tặng cho Colorby một chiếc điện thoại mới và một bộ máy tính để anh ta có thể trở thành một streamer. Vâng, quá phê đội bán dê, thề luôn. Alok
chính thức trở thành thần tượng của tôi. Và khi mà Colobay khi mà được hỏi là Colobay thì có thể làm gì để đền đáp cho DJ Alok, thì DJ Alok anh ta chỉ đơn giản trả lời là bạn có thể cảm ơn tôi bằng cách là chăm sóc cho gia đình của bạn thật tốt và làm những điều thật tốt đẹp trong cuộc sống nhé. Thì thực sự thì đây là một trong những cái, và cái hành động này của Alok ấy thì đã lên rất nhiều những bài báo như là mạng xã hội ở bên Brazil, và mọi người đều đánh giá đây là một trong những cái việc làm mà khiến cho DJ Alok đã trở nên đẹp hơn trong mắt của mọi người. Vâng, phê thật sự ạ. Vâng, chỉ vô tình chơi chung với Alok trên livestream mà thanh niên này được tặng hẳn một căn nhà, rồi được tặng một chiếc điện thoại và tặng một bộ máy tính để mà có thể làm một streamer, để có thể kiếm sống và giúp đỡ gia đình. Quá tuyệt vời luôn. Và đó là câu chuyện mà mình muốn chia sẻ cho các bạn, để cho các bạn thấy là cộng đồng Free Fire ở trên thế giới như ở Việt Nam thì có rất là nhiều những người tốt đẹp, cũng như là có rất nhiều hành động tốt đẹp đã xảy ra trong cái tựa game của chúng ta. Và thực sự thì chúc mừng Colobay đã nhận được những cái quà tài trợ rất là tuyệt vời đến từ DJ Alok. Chính thức là DJ Alok bây giờ thành thần tượng của tôi anh em ạ. Ok, và đó là câu chuyện mình muốn chia sẻ cho các bạn. Và nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của Ria Gaming, bạn đừng quên để lại để mình một like, một subscribe để đẹp trai và được xinh gái nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bạn ở trong những cái video lần sau. Bye bye.